Tại nước ta chưa có số liệu thống kê chính thức, song ước tính có khoảng 5 triệu người bị bệnh thận và mỗi năm có thêm khoảng gần 10.000 ca suy thận, cùng với gần 1 triệu người suy thận giai đoạn cuối cần lọc máu. Suy thận có hai loại, suy thận cấp và suy thận mạn, trong chuyên môn hay gọi là tổn thương thận cấp và bệnh thận mạn. Suy thận cấp là sự suy giảm nhanh chức năng thận trong vòng vài ngày đến vài tuần. Sau điều trị có thể phục hồi hoàn toàn hoặc một phần chức năng thận. Còn suy thận mạn đó là một quá trình tiến triển dài và không phục hồi. Mục tiêu điều trị nhằm làm chậm diễn tiến của bệnh và hạn chế những biến chứng có thể xảy ra. Suy thận hầu hết sẽ làm tổn thương các nephron, một đơn vị cấu trúc của thận khiến thận không thể loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể. Nếu không điều trị hoặc điều trị thất bại sẽ gây mất chức năng thận. Hiện nay vẫn chưa có phương pháp điều trị dứt điểm bệnh thận mạn tính. Tuy nhiên, việc thay đổi thói quen sinh hoạt, dinh dưỡng hợp lý giúp người bệnh giảm triệu chứng bệnh. Những bệnh nhân tuân thủ điều trị có thể bảo tồn chức năng thận ổn định dù phát hiện suy thận nhiều năm. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân vì nghe theo lời mách bảo trên Internet đã tự ngưng điều trị, thay thế hoặc uống kèm thêm các loại lá cây không rõ nguồn gốc dẫn đến những hậu quả khó lường như suy thận không thể hồi phục, phải lọc máu suốt đời. Trung tâm tiết niệu thận học ở thành phố Hồ Chí Minh từng điều trị cho một bệnh nhân 76 tuổi phải đi cấp cứu trong tình trạng tổn thương thận nặng nề. Khai thác bệnh sử 10 ngày trước đó, cụ bà đến khám ở một cơ sở y tế khác và được chẩn đoán tổn thương thận cấp. Trên nền bệnh có sẵn như tăng huyết áp, đái tháo đường, tai biến mạch máu não cũ. Thông qua tìm hiểu trên mạng, ngoài điều trị bằng thuốc do bác sĩ kê toa, bà cụ tự uống thêm cỏ mực. Mỗi ngày ép 200 g cây lấy nước uống. Nhưng uống cỏ mực đến ngày thứ 9, tình trạng suy thận không thuyên giảm mà bệnh nhân lại nôn ói nhiều lần, nên bệnh nhân được người nhà đưa đi cấp cứu. Tại đây, bệnh nhân đã trong tình trạng ăn gì cũng nôn, tiểu ít, phù người, mệt và khó thở, được chẩn đoán tổn thương thận cấp trên nền bệnh thận mạn kèm hạ kali máu. Bệnh viện Bình dân thành phố Hồ Chí Minh cũng mới tiếp nhận một nam bệnh nhân 47 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long bị suy thận cấp trên nền suy thận mạn vì tự ý bỏ thuốc điều trị và tự ý dùng cây cỏ để điều trị bệnh. Trước đó, bệnh nhân thăm khám và được chẩn đoán suy thận cấp độ 3 tại bệnh viện. Sau đó, anh được bác sĩ hướng dẫn dùng thuốc bảo tồn chức năng thận, giúp ngăn chặn sự phát triển của bệnh thận mạn. Tuy nhiên, anh đã không tái khám theo lịch hẹn và bỏ thuốc điều trị. Mới đây, bệnh nhân quay lại thăm khám vì ăn uống kém, da xanh xao, chân đau nhức không rõ nguyên nhân. Các bác sĩ đã thực hiện các xét nghiệm đánh giá chức năng thận. Kết quả, anh bị suy thận cấp trên nền suy thận mạn giai đoạn 5, nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, anh được tư vấn nhập viện để lọc máu nhằm tránh nguy cơ hôn mê, tử vong do các biến chứng suy thận cấp gây ra. Khai thác tiền sử, bệnh nhân cho biết do thấy người không đau, mệt, nghĩ là đã hết bệnh nên đã bỏ thuốc. Sau đó, anh làm theo lời mách bảo uống cỏ mực và đậu đen xay lòng để ngừa bệnh. Mỗi ngày, anh uống khoảng 1 nắm tay cỏ mực và 2-3 muỗng đậu đen, uống liên tục hơn 3 tháng, anh rơi vào suy thận mức độ nặng. Các bác sĩ cho biết, một số trường hợp mắc nhiều bệnh mạn tính đã tự ý bổ sung những loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ, uống thuốc truyền miệng trong dân gian và các loại thuốc giảm đau mà không có chỉ định của bác sĩ, từ đó ảnh hưởng đến việc lọc của thận, gây tổn thương thận. Các bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh xơ cứng động mạch, sỏi thận cũng có khả năng dẫn đến tổn thương cho thận. Ngoài ra, ăn quá nhiều đạm, muối, dầu mỡ cũng ảnh hưởng đến thận. Tổn thương thận cấp thường xuất hiện đột ngột và khá bất ngờ. Các triệu chứng có thể gặp bao gồm nước tiểu ít bất thường, phù chân, đau tức ngực, khó thở, mệt mỏi, buồn nôn và nôn, nặng hơn nữa sẽ co giật và hôn mê. Đôi khi bệnh diễn tiến âm thầm khi có dấu hiệu đã rất nặng, kéo theo giảm khả năng điều trị khỏi. Với tổn thương thận cấp, nếu tuân thủ đúng quy định của bác sĩ, không tự ý dùng thêm thuốc khác và tái khám đầy đủ sẽ có thể điều trị khỏi. Bên cạnh đó, người dân cần duy trì việc khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là những người có bệnh mạn tính. Đồng thời, khi dùng các loại thuốc phải thận trọng, theo toa bác sĩ, với thuốc giảm đau và các loại kháng sinh hại thận, phải tuân thủ hướng dẫn sử dụng. Chia sẻ về vấn đề này, tiến sĩ bác sĩ Phan Thế Cường, phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Thận Hà Nội cho biết. Hiện nay thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến suy thận, ví dụ như những bệnh lý viêm cầu thận, rồi đặc biệt là gần đây những cái bệnh lý chuyển hóa như là đái tháo đường, rồi bệnh những cái bệnh lý thứ cũng khá thường gặp như là tăng huyết áp, đấy là những cái mà có thể là nguyên nhân vừa là nguyên nhân vừa là làm nặng thêm tình trạng cái bệnh lý của bệnh thận mạn. Và chính vì vậy là những trường hợp mà bệnh nhân mà có những nhóm yếu tố nguy cơ như vậy thì cần phải nên đi khám định kỳ thường xuyên để phát hiện sớm những cái vấn đề bệnh lý thận để có những được cái điều trị đúng và kịp thời. Thường nếu là bệnh thận mạn thì cái triệu chứng của nó khá là thầm lặng. Vì khi đã có những biểu hiện triệu chứng mà gợi ý liên quan đến bệnh thận mạn ấy, thì thường là bệnh nhân có biểu hiện như là phù hay là da nhợt, mệt mỏi, da xanh như mạc nhợt, rồi mệt mỏi, ăn uống kém, rồi thường là bệnh nhân có thể là đi tiểu ít,
Về những cái bệnh lý, ví dụ nếu có những nguyên nhân cụ thể như là liên quan đến sỏi thận thì bệnh nhân sẽ có những biểu hiện của bệnh lý của sỏi thận như đau hay là đái máu hay là có biểu hiện là bí đại tiểu tiện. Thế đấy những cái bệnh lý mà có thể liên quan đến cái bệnh mãn tính.